công mới nha các bạn, trẻ trung năng động sáng tạo nha. Bây giờ diễn của đội Sài Gòn Tân Thời, hậu quản cái lương hai xin được phép bắt đầu. Dù dễ dòng loại đầu tiên quý vị nhé. Và kính thưa quý vị, và ngay bây giờ là đêm thứ hai với chủ đề cải lương và hò quảng. Thì tới đêm nay ngoài sự xuất hiện đặc biệt của tất cả các nhân vật trên sân khấu, chúng ta còn chào đón hai nghệ sĩ nữa là nghệ sĩ Ngô Tú Thanh Hằng và nghệ sĩ Hoàng Hải. Thì chút xíu nữa ở chương trình thì các nghệ sĩ sẽ lần lượt xuất hiện trên bài chúng ta quý vị nha. Và dành cho tất cả quý vị lần đầu tiên đến với Sài Gòn Tân Thời thì sẽ phổ biến qua để chơi một lần, quý vị được biết kêu những số lô tô may mắn thì quý vị dùng phấn, viết, tâm, bất cứ phương tiện gì có thể quý vị làm dấu vào cái tờ vé và bốn con trên hoàng ngang quý vị may mắn trúng thưởng sẽ chạy thật nhanh thật lẹ lên sân khấu để nhận thưởng quý vị nha. Và ngay bây giờ chúng em đang làm những cuộc dự vé cho đội đầu tiên, rất mong quý vị đồng nhiệt tình, mỗi đứa chỉ có 10.000 đồng và theo như thông tin em được biết là dạ cái này là chút xíu là bà Thả xuất hiện và Thả nói quý vị nha, và để cảm ơn một lần nữa là xin cảm ơn đến nhà tài trợ chính BH Silox, trường pháp thông minh, nhà tài trợ phụ tiếp sau của Nét trong trường thảo được nhiều kiểm xuân. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và để mở đầu cho đêm hồ và cải lương, hãy xin gửi đến tất cả quý vị hai câu giọng cổ
hai dòng câu dòng cổ rất là dễ thương trong bài hát Sầu Vương Ý Nhạc.
won't be. La 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 la. Chủ nhân đầu tiên hợp lệ, chủ nhân thứ hai kêu là 339 nha. 35 351 47 472 16 163 Phương Mỹ Chi. Phương Mỹ Chi số 7 đủ. Trời thông minh quá em ơi. 340 được bà là bé kêu hợp lệ. 55 máy mát. 35 35 về có 16 16 trăm tròn 46 46 3 ông cùi. Ông cùi là 53 53 đủ. Hợp lệ chủ nhân thứ tư 322 35 46 53 16 hợp lệ nha. Chủ nhân tiếp tục. Năm mươi ba đủ. Đâu rồi cái người không? Có người mới đọc giải đâu rồi? Chị đâu rồi chưa? 35, 46, 16, 53 hợp lệ luôn. Đâu rồi? 35, 47, 16 Phương Mỹ Chi hợp lệ nha. Cái người mới đọc giải đây nó mất tiêu rồi. Và bây giờ dòng lệ này đã có chủ nhân may mắn nha. Chúng ta bắt đầu chuẩn bị đến với chương trình là bốc số. Trước mắt là nhận một con gấu nhỏ và kèm với đó là một phần nước của nhà tài trợ Shipper trực tiếp tại nơi đây. Và bây giờ chúng ta sẽ được quay số, ai lớn nhất sẽ được nhận phần quà lớn nhất là một con gấu bông. Và lớn về chúng ta sẽ được nhận qua đó một lốc nước yến của nhà tài trợ trong chùm hạ thảo Vĩnh Xuân Biconet nha. Chị đưa cái phiếu đó cho các bạn, chữ đỏ đỏ, trà đào 23k đó, trà sữa Thái đó, đưa vô mình nhận một ly nước miễn phí nha. Và bây giờ trong lại mới nhất tiền một con như tiền là 10.000 đồng. Và đặc biệt đêm nay với đêm cải lương Hồ Quảng 2, chúng ta được gặp lời cho đội cùng với sự có mặt một dịp mừng trăm ca cổ nhạc, nghệ sĩ ưu tú, khách mời đặc biệt Thanh Hằng. Và bên cạnh đó chúng ta được gặp lời cho đội cùng với ngôi sao sân khấu cải lương nam nghệ sĩ Hoàng Hải sẽ được chào mừng tất cả quý vị và chắc chắn đem đến tất cả quý vị một chương trình ca nhạc đặc sắc nhất đêm nay. Và ngay từ bây giờ trong lại giá trị vẫn y như cũ là 10.000. Bây giờ mình dò số smile.